Em chào các bác nhá. Em chào các bác. Các bác ạ, mấy ngày vừa rồi rỗi rãi vào Face, em quen một con bé to như Tây mà nó hẹn đây từ chiều đến giờ em tìm không ra, không biết nó là cả đâu. Con này tên là gì tự nhiên người yêu quen trên Face quên mất tên nhỉ? À, con Thi nhà bà Thố. Mặt con này ngố được cái rất khôn đấy các bác ạ. Để em gọi xem nó loanh quanh con khi đang ngồi dưới này. Thi ơi, Thi ơi, ôi trời lắm Thi thế, cả Thi con trai. Thi ơi, Thi ơi, anh đến đây Thi, em không ra đón anh Phi vỡ mồm. Thi ơi, đứa nào gọi Thi đây? Ôi có phải nó không nhỉ? Trên Face giọng nó ngọt ngào, ở ngoài nó ồn ào thế nhỉ? Anh đây. Anh là đứa nào? Anh là ngáo chó thăng đây. Ê, sao lại ngáo chó thăng? Thằng chó ngáo ấy. Ôi giời ơi. Nickname của anh ở trên Face ấy. Ô Face gì đây? Ô Facebook con bé này. Ôi, ai người ta chơi book bục gì, người ta chơi Zalo cơ mà. Ai bây giờ người ta chơi Zalo? Bây giờ người ta đổ xô vào đề ra đây anh gặp tí cháu không? Ô đứa nào đấy nhỉ? Đứa nào lại anh rồi lại cháu với mình thế nhỉ? Nhanh lên em. Đứa nào đây lại em? Sốt ruột quá con ơi. Ở đâu vậy anh? Đứa nào đây? Ôi trời. Ôi sao đến này? Cái gì đây? Hả? Cái sao gì đây? Gọi mẹ trẻ này để ngay ra mẹ già. Ôi! Biết chào nào nhỉ? Anh chào bác. Đây. À rồi. Em chào bác. À. Bác là gì mới cái Thi? Mẹ Thi. Mẹ Thi. À. À tức là người đẻ cho Thi. Ô hay thế, mẹ em với người đẻ không là một à? Thì đúng rồi, hai người đều sinh cho Thi. Chứ còn gì nữa? Anh chào mẹ. Này. Con chào mẹ. À. Con xin giới thiệu với mẹ. À. Con là bạn trai của em Thi. Bạn trai. Hai đứa chúng con yêu nhau lâu lắm rồi. Ôi trời, bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày. Ôi trời. Còn 28 ngày nữa là đầy tháng. Ôi trời. Thi nó đi đâu ạ? Nó đi chợ rồi. Con điên. Ây, sao lại bảo nó điên? Đêm này là con đi chợ. Ô cái thằng này buồn cười nhỉ. Vâng. Đi chợ rồi nó về chứ làm sao. Này. Vâng. Thế đến đây tìm hiểu em Thi à? Vâng. Năm nay bao tuổi rồi? 4.5. 4.5 là bao nhiêu? 45 đấy mày ngu đấy. Chiều vừa quát đi em gái thành ra nó bon mồm. Anh nợ mẹ. Này. Con nợ mẹ một lời xin lỗi. Này nhá. Thế mà đi qua gặp các bác ấy. Ừ. Các bác hỏi con là bao nhiêu tuổi? Con bảo 45. Thế à? Không ai tin. Úi giời, thế à? Thế các bác đoán bao nhiêu? 44. Trời ơi, cái thằng này. Để đến đây tìm hiểu em Thi gì? Vâng. Hả? Thế đến tìm hiểu em Thi mà ăn mặc cái kiểu gì đây? Ăn mặc nào? Úi giời ơi, người ta đi tìm hiểu người ta phải mang 6 múi đi. Đằng này ông mang độc 1 múi đi thì ông tìm hiểu cái gì đây? Con cũng có 6 múi. Đâu, 6 múi của ông đâu? Nhưng bây giờ cuối năm, tiệc tùng nó nhiều. Thế phải cất 5 múi ở nhà, mang 1 múi đi ăn uống cho nó gọn. Úi giời, đúng các bác. Úi giời, vô tay đâu cái. Mà ăn mặc đấy, ai cũng bảo con ten. Ten gì? Ten vòng cổ. Úi trời, ten vòng cổ. Ten vòng cổ thế nào? Là nào? Nhớ em nhiều lắm, ước chi mẹ hiền có nhau. Người yêu ơi em muốn không em thề cầu chung thủy, không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Em mà gọi là tên vọng cổ đấy. Mẹ đừng có chê. Ở làng con hát hay nhất làng. Mẹ có biết không? Mỗi lần con cất tiếng hát mà con chó bên hàng xóm ấy tắt điện luôn. Không chùa. Thế à? Không nói đây này, làng con đi thi hát đây này. Có 5 người thi. Ừ. Mà mày biết con giật giải mấy không? Giải mấy? Giải 4. Con được thưởng 2 quả dưa. 2 quả dưa. 3 quả dừa. 3 quả dừa. 4 quả dứa. 4 quả dứa. 5 con dao dừa. 5 con dao dừa. 16 lọ dầu dừa. 6 lọ dầu dừa. Dừa gì? Dừa mồm. À dừa mồm. Dừa bát, dừa bát. Ôi giời cái thằng này. Mẹ thi con hát không? Ông hát gì? Hát bài con giật giải 4. Bài giật giải 4 là bài gì? Bài hát theo một điệu nhảy lắc lư nhưng rất buồn. Đấy, về một loài hoa. Hương Ngọc Lan. Ôi dồi ôi, Hương Ngọc Lan. Vâng. Hát cho các bác nghe nào. Nghe này. Nào là Hương Ngọc Lan hát xem nào. Hương Ngọc Lan. Chỉ còn mùi hoa xưa nồng nàn. Này. Cái gì? Mày vừa bảo hát Hương Ngọc Lan cơ mà. Sao lại hoa sữa, hoa xeo gì ở đây? Thì đang định hát Hương Ngọc Lan nhưng vừa vén mồm lên một cái này, nghĩ đến cái mùi hoa sữa nó thơm hơn thì chèn nó vào. Thôi. Giống như cái bài đang hát duyên phận thì mình cũng thích chuyển sang duyên tình. Không sao đâu. Thôi. Ông không hát hoa hoa gì nữa. Không. Bây giờ hát cái bài hát chữ tình. Chữ tình. Cái bài hát ca ngợi về tình bố hay là tình cha gì đấy.
tình cha đêm hôm qua con tập suốt. Thế à? Bố con ngủ dậy vụt cho 5 roi. Tập mà lại vụt? Mất trật tự không ngủ được, ông dậy vụt cho. À thế à? Thế bây giờ hát cho các bác nghe nào. Nào. Tình cha bắt đầu. Lúc ở nhà mẹ không là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ yêu. Mẹ và cô là hai cô gái. À trời ơi, đang hát đánh như thế. Chứ nó vào hát với mày tình cha cơ mà. Sao để cô giáo với mẹ hiền gì ở đây? Tình cha đấy con gì? Sao để tình cha đấy? Mẹ con với cô giáo rất thân với bố con. À. Bây giờ phải hát về hai người đấy mới ra bố con. Phải lần lượt từ từ đấy. Đang hát đánh. Thôi thôi ông đừng khóc nữa. Này, nó đừng có khóc nữa. Cái mặt mày khóc trông xấu lắm con ạ. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Úi giời. Mà tiền trông chẳng ra gì. Bên trong nội thất tiền nghi bất ngờ. Úi giời. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ chứa tình. Hát đánh người ta. Mấy cái anh ban nhạc còn cười em. Thôi. Mày hát ten vọng cổ nghe còn tạm được con ạ. Vâng. Thế nhưng mà này, mày đừng tưởng một mình mày biết đổ vọng cổ nhá. Mẹ có biết đổ vọng cổ không? Mày có muốn nghe mẹ đổ không? Mẹ không, mà không biết đổ, con bảo các bác lôi cổ ra khỏi đây. Được rồi. Nào bắt đầu. Mày nghe nào. Nghe mẹ đổ này. Nào. Điệp ơi ba lần chúng thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò nhớ mong chờ. Thấy chưa? Các bác vỗ tay to chưa? Từng 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 tăng 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 tăng. Cái gì đấy? Thì mẹ cả còn con đềm đàn mồm. Nói chung mẹ ca thì hay nhưng so với con thì còn non và xanh lắm. Con không những ca được vòng cổ mà còn có thể đổ từ đêm nay đến sáng mai luôn. Thật không? Sao không thật? Ông đổ luôn. Nghe này. Đổ luôn xem nào. Làng. Ôi giời, cái gì đấy? Ăn gói mày đấy. Này, cái gói ai là mày? Ơ, mẹ nhận mẹ là Lan đúng không? À. Con là Điệp. Điệp nó hơn Lan mấy tuổi ấy, nó mới đến tán Lan. Anh em thì mày tao nhau làm sao? Mày. Ôi giời. Đang ngắt này. Ngắt người ta. Lại này. Lan. Dạ. Mày ngoan lắm. Ôi giời. Ngộn quá cơ. Lan ơi, anh nào muốn giết em đâu, mau em đổ là tại em đi với bầy Lan. Lan gì? Cứ từ từ đã. Lan gì? Cứ từ từ. Xoay. Thì em tự nghĩ làm sao anh có thể gỡ những mảnh thép từ một trái nổ vô chi để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bao ác tham tàng. Được rồi, ôi hay quá. Mà lạ quá, mẹ ca xong thì các bác vỗ tay ngay, còn con ca xong thì cứ phải yêu cầu. Lan ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày khắc khoải, lòng tôi khổ ái chứa chất trong tôi, không dám mở môi sợ lòng tan nát, dù tôi có thắt tôi vẫn yêu Lan, cho đến ngàn năm tôi mãi yêu Lan. Lan là lẽ sống đời anh. Lan ơi anh yêu em cho đến muôn đời. Úi xôi ơi, hay quá rồi đấy. Hay lắm, tiếp đi con. Tiếp. Hết rồi. Hết rồi. Sao mày bảo mày hát từ giờ sáng mai cơ mà? Con nói như làm sao hát sáng mai? Ôi trời ơi, thôi nhá. Lần sau không hát được thì thôi, đừng có mà tinh tướng nhá. Tinh tướng như không bao giờ con ăn khoai nướng. Thôi được rồi, thế này nhá. Vâng. Mày muốn làm con rể của mẹ đúng không? Vâng. Nhưng mà mẹ yêu cầu con rể của mẹ là phải hát hay, học giỏi, mà phải có cái chỉ số thông minh nó phải thật là hơn người. Mẹ yên tâm. Thông minh thì con đã có thừa. À. Chỉ chừa vài bận bị lừa mất xe. Ôi giời. Con là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. À. Chỗ nào bí con hỏi các bác ở đây. Được rồi, cho nào. Hỏi các bác ở đây. Bắt đầu nhá. Nào. Nghe đây này, giả lời được giả gả con luôn nhá. Nào. Bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Nước nào trên thế giới có nhiều ăn mày nhất? Năm. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn. À, thế à? Giỏi quá, giả lời luôn. Nước nào? Hả? Nước nào? Sao mày bảo mày ra luôn cơ mà bây giờ lại hỏi nước nào? Mày chịu chưa? Mày chịu đấy, nước nào? Chịu thì chịu luôn đi, lại còn tình vi. Thì nước nhiều ăn mày nhất đấy là Brazil.
điêu. Cả nước nó bò ra để nó xin, thế thì không nhiều ăn mày à? Có đúng không bác ơi? À, đấy thấy chưa, giỏi ôi bà mày. Bà này giỏi nhỉ? Không hiểu cái gì cả. Con lại đố mẹ. À. Nước nào trên thế giới? Nước nào trên thế giới? Tinh tướng nhất. Tinh tướng. 54321 hết giờ. Úi giời. Nước nào? Thế là nước nào? Nước nào? Chịu chưa? Chịu. Thụy Sĩ. Úi sao lại Thụy Sĩ? Bởi vì nó cứ sĩ là nó tinh tướng. Đừng đùa với con. Được. Còn non và xanh lắm. Con lại đố tiếp mẹ. Đây. Nhân thể có hoa. Con đố mẹ. Nước nào trên thế giới trồng ít hoa nhất? Ôi trời ơi, đến Việt Nam này còn đầy hoa ra đây. Không phải, chả có nước nào trên thế giới mà ít hoa cả. Không có. Gợi ý, một nước châu Âu. Châu Âu lại càng không có. Chịu chưa? Chịu. Ba Lan. Sao lại Ba Lan? Cả nước trồng đúng ba cái lan, trồng ít hoa nhất của gì? Ê, mày không biết. Trời ơi. Ngu lắm. Ai? À, yêu lắm. Con cứ gạch cái bon mồm. Mẹ, đừng có chốc con. Con... Thôi nha, về địa danh thế giới là mẹ nắm hơi kém. Thế con bây giờ con đố mẹ về địa danh của nước ta. Đấy. Địa danh nào của nước ta? Địa danh nào của nước ta? Là nơi. Là nơi. Con. Con. Chia tay em Yến. Chia tay em Yến. Mày yêu con Yến lúc nào ai biết được? Bây giờ mày hỏi địa danh nào mày chia tay nó? Thế là mày khó, là mày không đúng. Biết. Chịu chưa? Chịu. Yên Bái. Sao Yên Bái? Yên Bái là con bay con Yến, là chia tay nó gì? Rốt lắm. Sao thì lại mày? À con bảo tốt lắm. Con lại đố mẹ. Địa danh nào của nước ta? Địa danh nào của nước ta? Giao sắc nhất. Giao. Nhanh. Địa danh nào? Chịu chưa? Chịu. Thái Bình. Sợ Thái Bình. Cái bình cứng như thế người ta còn thái được. Đúng không các bạn? Vỗ tay cho cái. Ôi trời, toàn người quen mình kìa. Ôi trời. Thế cái con gì? Này đố mẹ. Địa danh nào của nước ta? Địa danh nào của nước ta? Mà cái bình. Cái bình lại cứng nhất. Sao toàn đố những câu vậy? Thế nó bị hiểm. Chả ai trả lời được. Chịu chưa? Chịu. Thái Nguyên. Sao Thái Nguyên? Thái Mai vẫn còn nguyên như này. Cứng nhất còn gì. Rồi ôi. Chán lắm. Hơi trời này nha. Con hỏi thôi. Địa lý này mẹ nắm hơi kém. Thế giờ con hỏi mẹ, ngày xưa đi học được mấy phải toán? 2,5. Kém con. Bao nhiêu? 2,6. Trời ơi. Cô giáo quý con lắm. Quý thế nào? Giữ 6 năm học lớp 1. Con xin mãi đến năm thứ 7 mới cho lên lớp 2. 6 năm lớp 1? Vâng. Úi trời ơi. Quý lắm, khen con suốt. Quý, khen thế nào? Học sinh cá biệt. Vâng. Khen cá biệt. Vâng. Tức là cái loại đặc biệt đấy. Vâng. Cô giáo quan tâm. Con hỏi mẹ nha. Có thuộc bảng cửu chương không? Sợ cái bảng cửu chương ấy có gì mà không thuộc. Phải thuộc bảng cửu chương mới làm được toán của rồi, con. Rồi, vô tư. Bắt đầu nha. Nào. Chắc chắn đấy. Chắc chắn đấy. Bài toán như sau. Như sau. Có thuộc bảng cửu chương không? Cửu chương có cái gì mà không thuộc? Con phải hỏi nó chắc chắn. Chứ bây giờ mẹ vợ tương lai mà làm toán sai các bác cười cho chết. Nhá, bắt đầu này. Nào. Để không mất thời gian, bài toán như sau. Thuộc bảng cửu chương không? Mày bị điên à? Có cái bản kiểu chương có cái hỏi đi hỏi lại đấy. Giờ chắc nhá. Nào. Món gì chưa nấu đã chín? Món gì chả có liên quan gì đến bản kiểu chương. Con hỏi mẹ có thuộc bản kiểu chương không? Có. 3 x 3 bằng mấy? 9. Thế là con gì? Con gì? Con 33. Thế mà bảo thuộc bản kiểu chương. Thả bảo hai các bác ạ, 2,5 làm sao bằng 2,6 được. Thôi nhá, mẹ thua rồi. Bây giờ để không mất thời gian, gọi em Thi ra đây nhá, để con đưa về quê ăn Tết. Gọi em Thi à? Vâng. Nhanh đi, gọi em Thi ra đây. Nhanh lên. Gọi em Thi. Con Thi ra đây, nhanh lên. Cứ loanh quanh ở đấy làm gì? Ơ kìa. Ơ. Cái gì đấy? Ơi mẹ đừng có đùa. Ồ, con ngại lắm. Ơ kìa. Ơ. Mẹ gọi em Thi ra đây. Nhanh lên để con còn gặp cái. Thi đây. Ừ. Thi thật mà. Mẹ nói to đi. Thi thật mà. Úi trời ơi.
Ui giời. Làm sao? Ui giời. Đi đâu đấy? Tôi đi tìm cái gậy. Tìm gậy làm gì? Tôi phang cho bà mấy gậy. Trời ơi, sao lại đánh tôi? Điền không chịu được. Từ chiều giờ người ta loanh quanh ở đây để người ta bao nhiêu cái cảm xúc này, mong chờ, hồi hộp, thẫn thờ, bây giờ bất ngờ tan biến hết. Có được không? Được cái gì? Ngay từ đầu bảo người ta một câu để người ta còn tìm chỗ khác. Đằng này lại gần thông minh minh, xong là mẹ mẹ con, bây giờ cuối cùng con lại yêu mẹ. Có được không? Điền không chịu. Để im người ta khóc, người ta nghĩ đó. Các bác ơi, có được không ạ? Có được không ạ? Đấy, các bác bảo được ấy. Các bác bên này có được không ạ? Vâng, được thì cho em phát vỗ tay. May các bác bảo được nhá. Không là tôi ngược. Tôi nghĩ rồi, tuổi tác không thành vấn đề. Miễn là ta mãi được về bên nhau. Nhưng mà không được chê người ta già đâu. Sao gì già? Chú Thắng ơi, chú Thắng ơi, chú Thắng. Ui giời ơi, cô nhà đóng chân thì bây giờ đây còn ở đây mà tán gái à? Mày đi vào đi. Về nhanh lên, cô gọi nhanh lên. Ai? Chờ cháu cô nhé. Tự nhiên có thằng điên bên hàng xóm nó chạy sang. Hàng xóm này tự nhiên này nhá. Tôi quyết định từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ xin vào ngành hàng không. Ui giời, hàng không làm gì cơ? Thì tôi làm phi công. Sao lại phi công? Lái máy bay. Tôi làm lái máy bay nào? Bà này máy bay đấy. Ôi trời ơi, ông chê tôi già đấy. Mặc dù sắp bán sắt vụn nơi rồi nhưng vẫn lái. Thôi đứng đây. Thôi các bác ạ, hôm nay vui quá, lớ ngớ em vớ phải con điên. Okay. Lớ ngớ em vớ phải cô tiên. Thì giờ em xin phép đưa mẹ em. Ai mẹ? Đưa người yêu em về ăn Tết. Thì chúc cho các bác chúng ta sắp bước sang một năm mới, sức khỏe, an khang, giàu sang, thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy kép ạ. Ngọc Ngào ơi. Ôi trời, thì chả giấu gì các bác, có mỗi một bóng con gái. Quy nó qua đặt nó tên là Ngọc Ngà. Ấy vậy mà mẹ nằm ốm sắp chết kìa mà nó bỏ đi từ sáng chưa thấy về. Ngọc Ngà cái kiểu gì nó như là con gà ấy. Sảnh ra khỏi chuồng là đi tìm gà trống luôn. Con này chứng tỏ là bị cái bệnh giải tim rồi. Khổ lắm cơ. Có nghĩa là suốt ngày nó đi tìm dai đấy. À các bác ơi, các bác làm ơn cho em hỏi. Không hiểu sao cái con Ngọc nhà em ấy dạo này toàn thấy hát cái bài gì mà dân ca quan họ khách đến chơi nhà. Không hiểu cái làn điệu nó có cái gì mà nó hấp dẫn thế. Các bác phân tích hộ em cái nhá. Cái bài đó là cái bài khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa giữ chẳng cho về, giữ lại để làm gì? Giữ lại để làm gì? Rằng người ơi sao nỡ vô tình, rằng người ơi hãy ở bên tôi. Ở bên tôi. Rồi người đừng về đêm nay. Ô, bỏ mẹ nhỉ? Ở bên tôi, đừng về đêm nay. Thế có nghĩa là giữ lại để ngủ cùng à? Có đúng không các bác? Có đúng không? Vậy các bác cho em một tràng vỗ tay để em cấm khúc này. Từ nay không được hát nữa. Mà đặc biệt là còn cái bài nữa, cái bài dân ca của Nghệ An nó mới lại nghe nó mới lại khó chịu. Cái bài này, bố em có đánh em 90-100, đánh rồi em lại dậy, mà em vẫn nhật tâm, em yêu cái thằng mà bố vừa đánh ấy. Lạ nhỉ? Cái bài hát ấy mà tại sao bấy lâu nay người ta vẫn hát được? Ca ngợi một tí tình yêu thì có phải là con cái là bất hiếu không? Cấm cửa trước rồi luồn cửa sau, con cái mất dạy. Con Ngọc Hà đâu rồi? Ôi giời ơi, phải cho nó một trận. Không thể để nó cái kiểu này nó... Bố à, con chào bố. Mày đi đâu từ sáng đấy à? Bố, đừng cáu. Cáu mất phong độ. Mẹ con nhìn thấy lại lâu khỏi ốm. Bố mày như thế này có phong độ cái gì? Phong độ à? Mày cầm cái gì đấy? Con có cầm cái gì đâu ạ? Cái gì đằng sau? Đưa tay đây. Giấy ạ. Ôi thôi chết rồi. Lại đi mua giấy để viết thư cho thằng Đoành phải không? Không ạ. Hả? Không ạ. Thế mà mua giấy để làm gì? Con để viết đơn xin đi bộ đội ạ. Úi dồi. Úi dồi, này.
Mày có bị quạt trần rơi vào đầu không hả con? Không hả? À, con gái của đứa này đi viết đơn đi bộ đội mà ra cái chỗ tuyển quân thì toàn đàn ông đàn anh cả, mày con gái mày chui vào đấy thì thôi chết rồi. Mày vào đây tí tởn phải không? À, à, mày xí sớn rồi mày tăng 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 cho ấy phải không? Bố, không phải là con vào đấy để xí sớn đâu, cũng không phải là để tí tởn, không phải tăng 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 như là bố nghĩ đâu. Thế vào đây mà nhố nhăng à? Con vào để xin đi làm học y sĩ để về chữa bệnh cho dân làng cả mẹ con nữa. Thế mày mà chữa bệnh nhá? Vâng. Chữa bệnh cho mọi người uống thêm à? À, mà thôi không nói nhiều nhá. Ra đây. Bố nói lại một lần nữa nhá. Bố cấm con từ nay không được lằng nhằng với cái thằng Đoành nhá. Sao? Thằng Trạch Văn Đoành nhé. Tên gì mà tên là Trạch Văn Đoành? Gọi cho xong đâu hết cả mồm đây này. Mày lấy cái thằng Trạch Văn Đoành về cho mày đẻ con, mày đẻ mày đặt tên nó là một thằng Đùng một thằng Đoàng nữa nhá, để cho cả nhà luôn luôn có chiến tranh ấy hả? À, đúng không bố? Nữa à? Đúng rồi, có tiếng chó rồi. Bố mới lại nhớ ra, bố đã bảo con rồi, yêu cái thằng Tuất ấy, cái thằng bán thịt chó ấy. À, nó phong độ như thế, nhà nó có điều kiện bán thịt chó ở đầu làng đông khách như thế, sau này nó có một đống tiền nó lo cho con được, con hiểu không? Bố nữa, cái thằng vô công rồi nghề ấy, cái thằng chuyên đi ăn trộm chó nhà người ta. Ê, đấy là ngày xưa nhá, bây giờ nó là ông chủ bán thịt chó rồi. Thế bố có biết làm sao con không yêu nó không? Vì sao? Vì nó cứ trêu con đi. Ờ, con ơi, như thế là nhà ta có phúc đấy con ạ. À, con có thấy là các cụ bảo rồi, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, làm lều cho người ta ở, làm phở cho người ta ăn, làm chăn cho người ta đắp, làm nắp cho người ta đậy, làm gậy cho người ta chống. À, chống gì bố? Chống là người ta đi cho đỡ mỏi ấy. Vặn vẹo cái gì? Con không thích nó. Cái gì? Con không thích nó. Con phải lấy nó nhá, không có nói nhiều. Thôi, vào trong nhà để chuẩn bị đi, con đón thầy đến để cúng cho mẹ, không mẹ nó ốm nặng quá rồi rồi cứ bỏ nhà mới đi thế à? Con không à? Đón đâu. Cái gì? Đi vào trong nhà. Còn một cái, nói cầu cãi cầu cứ nhèm nhèm. À, tiếng chó có nghĩa là đã có thầy về. Ôi trời, thầy về rồi, cùng với nhà em đi. Ôi trời, thế là bà chân chê. Bà ơi, cái gì đấy? Dạ, cháu chào bác ạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ, cháu Đoành ạ. Đoành đi vào. Dạ vâng ạ. Ôi trời, trông hoành tráng nhỉ. Dạ. To cao phong độ. Cao đến 1m8 không? Dạ. Này, thế đến đây làm gì đấy? Bác ơi, em Ngà nhà mình có nhà không ạ? Không ở nhà đấy, nó đứng đường à? Hỏi thế mà hỏi. Tóm lại quan hệ thế nào với cái Ngà? Dạ bác ơi, cháu với em Ngà quan hệ 2 tuần một lần ạ. 2 tuần chúng cháu gặp nhau một lần ạ. Thế quan hệ như thế nào? Dạ cháu với Ngà là bạn thân ạ. Có thân không? Dạ rất thân bác ạ. Rất thân à? Dạ. Cực kỳ thân không? Dạ có ạ. Ngoài cái Ngà ra có thân với ai nữa không? Dạ không ạ. Bố mẹ nó có quan hệ không? Dạ không ạ. À, tốt, mày nhớ cái mồm mày nói nhá. Không ạ bác ơi. Không thèm quan hệ với bố mẹ nó nhá. Dạ dạ bác ơi. À, bác ơi, dạ cháu mời bác ngồi ạ. Nhà bị lộn lóc à? Dạ à, có. Cậu là khách mà lại cậu mời chủ nhà ngồi. Hả? Cậu có bị điện giật không? Hả? Này. Dạ. Cậu là không đủ tư cách để mời tôi ngồi nhé. Nhưng riêng tôi là đủ ngũ cách để tôi tự mời tôi ngồi. Đây là tôi ngồi đây. Dạ bác ơi, cháu mời bác nước ạ. Nước để ở đâu đấy? Dạ nước nhà bác ạ. Nước nhà tôi mà anh lại mời tôi. Cảm ơn anh. Tôi cũng lớn rồi. Nếu tôi khát thì tôi tự rót tôi uống được nhá. À bác ơi, cháu mời bác hút điếu thuốc cho nó thơm mồm ạ.
có mùi gì không? Dạ không ạ. Thế không có thuốc của anh thì thối mồm à? Mời bác hút điếu thuốc cho thơm mồm. Dạ bác ơi, ý cháu không phải vậy ạ. Dạ. Không phải thế thì không phải thế nào đó. Ăn nói lôm cuồng ba lăng nhăng. Thôi tóm lại thì bây giờ thế này. Dạ. Ôi giời ơi, nhìn đúng là hoành tráng. Dạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ. Đoành rất hoành. Thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Nhà bác đang có rất nhiều việc, bận rộn lắm. Thôi xin phép, xin lỗi cháu đi về đi nhá. Nhà đang có rất là nhiều việc. Đi. À, bác ơi. Cái gì? Cháu nghe em Ngà nói là bác gái nhà mình bệnh nặng lắm phải không ạ? Đúng rồi, thế làm sao? Bác ơi, cháu phải xin phép từ trên đơn vị, cháu phi về đây ngay này. Đây này, cháu có mua cho bác gái ít thuốc để bác gái uống cho đỡ bệnh ạ. Mày phi về bằng ngựa à? Cháu chạy bộ về đây bác ạ. Thế mày phải nói là mày chạy chứ. Phi về đây như là phi trâu phi bò ấy. Dạ, đây gì? Mày mua thuốc cho bác gái á? Dạ vâng ạ. Thuốc gì mà như cái gói đánh bả chuột thế này? Thuốc cháu mua đấy bác ạ. Ừ, đúng không? Dạ cháu mua. Này. Dạ. Ăn cắp à? Bác. Nói thật đi. Cháu mua đàng hoàng đấy, cháu làm gì có tính ăn cắp bác. Tiền đâu ra mà mua? Thì tiền cháu tích cóp được đấy. Nó vẩn. Thế ăn cắp thì cứ nói là ăn cắp. Nhìn mặt mày tôi thấy giạt lắm. Nhá. Lúc ngay lúc đầu tiên mày vào đây mày nhìn bác ấy. Bác bắt vị mày ngay. Dạ. Mắt mày rõ ràng mồm mày chào bác, một mắt mày nhìn bác, nhưng mà một mắt bên kia nhé, mày đưa vào cái phòng bên trong mày nhìn con Ngọc Ngà kìa bác nhé. Kìa bố. Mày đừng có đùa với. Bố, sao bố lại nói như thế với anh Đoành? Mày ra đây. Anh Đoành. Tao nói thế mà không đúng à? Anh Đoành, anh đến lâu chưa? Lâu rồi. Anh đi đường có mệt không? Mệt. Anh ăn gì chưa? Rồi. Ăn gì? Ăn phở. Thế hôm nay xin phép đơn vị xuống để thăm mẹ em à? Đào ngũ. Đi ngư cái thằng này tuổi gì mà này, xin được nghỉ phép về. Bà lằng nhằng. Này đòi nha. Dạ. Bây giờ bác nói với cháu thế này nhá. Mời nó chén nước đi. Cho nó để anh, cho nó anh, đi anh, về. Em mời anh ạ. Ừ, anh xin. À, cảm ơn em. Kìa bố. Cái gì? Không đúng à? À, bây giờ thế này nhá. Dạ. Cháu cầm lấy thuốc ấy nhá. Dạ. À, cuối năm rồi đơn vị cũng rất là nhiều việc bận rộn. Thế theo bác này cháu nên về đơn vị ngay nhá. Không người ta báo động đấy. Nhà bác cũng nhiều việc lắm. Thôi đi về lên đơn vị đi. Ơ bác ơi. Nhưng mà cháu đang được nghỉ phép mà. Được nghỉ phép á? Dạ. Thì bác hết phép luôn. Nhá. Hết phép. Đi về. Đi. Dạ cháu chào bác, cháu về ạ. Thôi không phải chào, đi cho nên nhanh. À bác ơi, tí nữa cháu lại quay lại đấy. Mày cứ quay lại tao quại chết đấy. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bảo mày về cơ mà. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bố. Mày thấy chưa? Bố ác lắm. Ôi trời ơi. Mày nhìn mày với thằng Đoành ấy cho nó đẹp đôi không? Mày thấp như thế này mà mày yêu cái thằng cao ngổng như thế à? Hả? À? Trông nó đùa có xứng đôi không? Hả? À? Úi dồi ôi, còn mấy cái rồi. Đấy, các cụ đã nói rồi. Con không nghe lời cha mẹ là trong đường con hư mà này. Đã bảo nó lấy cái thằng tuất rồi. Thằng tuất nó tốt người, tốt dạ như thế. Làm ra của cải vật chất như vậy mà nó cứ không nghe. Mỗi lần mình đi làm về, bao giờ nó cũng đi qua, nó cũng dành cho mình một cái phao câu chó. Bố vợ tương lai mà nó quan tâm thế, rồi lại cả một cút rượu nữa. Mày có biết nó có hiếu như thế không, Ngọc? Ô, thế lại theo dài rồi à? Ôi trời, đúng thầy đấy rồi. Ngọc Ngà ơi, thầy đến rồi. Ngọc Ngà ơi. Chú chó cay. Chó. Nhà chú chó cay. Ngọc Ngà ơi, ra đây thầy đến rồi. Chó mình mạm, mất dạy. Chó, ra mày chú chó cho người ta đi. Điên cũng chịu được. Con cắn ở đâu rồi? Con chó nó ngó thầy à? Cắn nó rồi. Ờ, phải giữ chó chứ. Dạ không, nhưng mà con xích rồi mà. Chết rồi mà, xích nó bảo. Ờ, thầy hôm nọ rồi,
Hôm nọ đi khấn cho nhà thằng Vượng Châu ấy. Khấn xong ra đòi tiền, con chó chơi hát phát luôn. Hôm nay thì đã khỏi đâu. Theo dõi 10 ngày. Con chó mà không chết là mình yên tâm. À đúng rồi. Thế hôm trước vợ nói là thầy bị chó cắn vào. Nó nhưng mà nó chỉ đấm thôi, nhẹ. Đấm gì nó làm hai phát gì? Hai phát à? Đã chảy máu chưa? Chảy rồi. Chảy rồi à? Ôi giời. Một giọt máu sáu bát cơm đấy. Ui giời, cậy đấy. Thầy đi đường chắc là vất vả. À đây rồi. Đây cứ để đây cho thầy. Thầy bỏ cái túi ra. Nhá. Này. Thầy đi đường xa. Khát quá. Này. Có cái tí nước mát cũng uống nè. Vâng, nhà con có nước đá đấy thầy. Không, cái nước này, nước này, nước cất này. Nước này uống là đó, nước cất để tiêm hả thầy? Không, nước này là nó rảnh như hết. Nhá. Phải, nước cam. Không phải, rượu ấy. Rượu, thầy bảo nước mát. Thầy cũng phải... Thầy phải nói là nó cay cay. Ôi, đây em biết ngay mà thầy là cùng đội tuyển đấy. Đấy. Riêng rượu thì tôi là đúng chất của em rồi. Rồi. Chai rượu đâu. À nhưng mà tôi thấy à. Điều đâu? Theo em thế này. Thầy cứ cố gắng thầy cúng cho nhà em đi đã. Nhà em nó bỏ. Xong rồi em với thầy thi đấu luôn. Cười, cúng nó có giờ, thờ nó phải có chất. Ôi rồi, Ngọc Ngà đâu rồi? Mang cái chai rượu đi cho bố nào. Mang chai rượu đây. Ôi rồi. Cái nhà không có rượu không cúng được. Này hết đi. Ôi trời, nó giấu rượu đâu nhỉ? Mang rượu đâu? Con Ngọc Ngà nó giấu rượu đâu rồi? Đây, thầy ơi. Hả? Đấy nó này nó lo sức khỏe cho thầy đấy. Nó mang rượu ra mà thầy uống vào tí sợ thì thầy thì cúng nhầm. Thôi không có rượu được. Sợ nhất là thầy cúng cho những người khỏi bệnh thì không khỏi thì thầy thành gọi hồn thì chết. Uống tạm nước trà. Thôi rượu không có thì bây giờ khe. Thầy uống cho nó đàng hoàng sao phải dùng không cái mút thế này. Nước trà nó nóng uống này nó dần vào phát cái nước uống ạ. Thầy chơi hơi kỹ. Thế đâu? Cái gì ạ? Cái chuẩn bị vào cúng đâu? Đèn dầu à? Không. Thầy. Giết cái con này mà cười. Chính thế nhỉ? Cấm con mà anh Đoành con không cho rượu nữa đâu. Cười nhỉ? Mày là cái đấy. Con này phải con gái tôi đánh chết lâu rồi. Ôi, thầy rượu dùng, thầy dùng ông hút thế này á? Này, cái này là nước mấy ạ? Dạ, nước một ạ. Làm gì một? Dạ, một đến một thế thầy. Một rưỡi thôi. Sao là một rưỡi thế nào? Thầy nhấm mãi rồi thì quen. Không, nước một thế ạ? Thì nó một, nhưng một rưỡi. Nhá, tôi làm phát tập đấy cho nhá. Ôi dồi. Phấn khởi. Này, cái kia đâu? Uống được, cái kia đâu? Dạ. Tiền hả thầy? Có không? Nhanh lên. Nhà em ốm lâu quá thì dạ, tiền tiêu hết mất rồi. Ổn cười, chả chuẩn bị thầy, cả. Thầy chuẩn bị thầy cho em vay. Ôi dồi. Cảm quý gì vứt lung tung ấy. Con cái cái ông này nó rất luộm thuộm ấy. Có vay tiền không? Dạ vâng, thầy cho em vay. Mày lại ấy. Vâng, lại em. Không phải 100%. Lãi suất bao nhiêu ạ? Không phải 100%. Này, đếm đi em bao nhiêu. Có ai hỏi vay cứ bảo tôi nhá. Đang nhiều tiền. Thầy ơi, ngoài việc thầy đi cúng, thầy còn cho vay nặng lãi à? Không, vay từ thiện thế ai cho vay nặng lãi cũng cười. Sao là lãi suất không phải 100%? Tiền mới hay chứ gì. Sao thế tiền? Thôi, tiền nào vay rồi nhá, bao nhiêu? Dạ đây... Còn thiếu 30.000 nữa thì trò 100. Ôi giời. Chứ cứ nói là 70 thì gần 30.000. Dạ vâng, thế là học đầy đấy. 70 nhá. Vâng. Sau trả là vâng. 700.000. Đấy, xong. Bây giờ chuẩn bị đi. Thầy ơi, cái tờ này bị rách nhỉ thầy ơi? Thầy đổi cho em cái. Hả? Thầy đổi. Rách vẫn tiêu được mà. Không tiêu được đâu. Không tiêu được. Rách bây giờ người ta có lấy đâu, đưa thầy đổi lại cho em cái. Xuống kia tiêu được hết. Hả? Xuống kia là các thành tiêu được hết. Các thánh tiêu được không? Tiêu được. À thế à? Thôi chứ mà thầy cứ đổi cho chắc nhớ rồi. Được các thánh lại bắt vả con.
Thế sau giả thành 3 tờ. Đấy. Vâng vâng. Đưa tờ đây. Vâng. Đấy. Thôi bà bảo bà con gái cho đây cái. Vâng. Bà con gái cho đây cái. Ừ. Nhìn con bé xinh thế. Ngọc Ngà đâu? Dạ. Mày mang cái giả với cái chiếu ra đây. Ừ. Nhanh lên em ơi. Lâu quá. Thấy cháu nó còn ít tuổi. Vâng. 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 Thế để từ từ đấy nhá. Đại ca chiếu. Mời thầy ra đây. Cháu trả chiếu đi em. À đủ chít nữa xong rồi. Ôi dồi ôi, vừa nãy con chó nó đuổi chít tù thật cả con. Đây 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 đây. Giả chiếu ra, giả chiếu. Khá rồi. Cái gì đây? Hả? Mày giải kiểu gì đấy hả? Bố bảo con trải chiếu thì con trải chiếu. Mày giải như thế à? Bột cả con mặt thầy. Bắt nó làm. Đấy, ông cứ ngồi đây, cứ bắt nó làm. Đây ra đây giải chiếu con. Yêu quá cơ. Ôi giời, cái gì đấy? Đấy, ngồi đây, ngồi đây. Nè, cứ từ từ ngồi đây đã, ngồi đây. Tôi phải hỏi con gái trước. Bao giờ cũng phải hỏi con gái trước. Ngồi đây, ngồi con. Ngồi đây em. Ôi giời. Năm nay 3 tuổi. Năm nay 3 tuổi. Thầy hỏi tuổi làm gì? Tôi thì biết chứ, con cúng mà. Không phải việc của thầy. Ôi hay, cái con kia. Thầy hỏi thì nói cho nó ngoan này. Thầy... Con biết tuổi thầy cúng chứ. Đúng rồi, biết tuổi. Mình biết tuổi con gái thì mình lái sang tuổi của mẹ. Đúng không? Nè, nè. Đây sang tay. Thầy ấm thế. Thầy cứ làm gì ấy? Làm gì đâu, thầy đang xem tay có gì đâu. Này, anh nói thật nhé. Thầy. Cái gì? Em giống người yêu anh ngày xưa quá. Con. À, con giống người yêu anh ngày xưa quá. Thầy. À, ừ. Cứ nhìn lại thấy nhớ. Bố thầy đến cúng hay đến hỏi con? Ôi hay con này để thầy hỏi chứ mày phải trả lời cho nó nghiêm túc chứ. Đang tâm sự đấy mà, cái chuyện ngày xưa đấy. Ui dồi giống như đúc luôn. Đấy, giống cũng kinh khủng. Đấy, đây này nhất là cái tóc này. Đấy, tóc nào ra tóc ý. Sợi mì ra sợi miến. Thì tóc nào chẳng ra tóc ý thì như ừ, nào? Sợi liên ra sợi dội. Bố hỏi thầy có cúng không con đi vào đây? Có cúng cái từ từ. Thế mày trả lời cho nó nhanh nhanh thì thầy còn cúng. Con cũng trả lời thế rồi. Này. Nhìn em như người yêu quá. Nhớ từ từ đấy nhá. Thầy cần cho thầy cúng cho con thế thầy. Dù biết tình yêu không thể giang sinh cũng không hề dây mượn. Nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người dẫn tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một ân tình. Xin hãy cho tôi một lời tha thiết, một tuổi hẹn hò hai một bậc đón đưa. Để hết lang thang chân phố vắng chiều mưa, nghe gió suy tư thôi lạnh giữa tâm hồn. 30 tuổi đời thêm chẳng nỗi cô đơn, tên vẫn gọi tên mà thuyền chưa đổ bến. Với anh nhớ người yêu một tí thôi mà. Thầy đến đây cúng với thầy lại hát nữa. Thì phải người ta phải tâm sự một tí. Đây sau đấy nha, cứ tưởng lấy được nhau. Thế nào cái cô kia nhà cứ chê là cái gì vô đối nhỉ? À muốn đăng không muốn đăng hồ đối. Thế bỏ nhau thôi. Hồ đối. Ờ, thế đấy. À hả? Nhà em bây giờ đang nguy cơ lắm rồi. À thế à? Vâng. Thế thầy cúng cho nhà con nhanh đi. Ôi dồi ôi. Quần áo này. Đây đây thôi thôi đây. Đúng rồi, đấy, đặt con đây, đặt đây. Con để vào đây con. Đấy. Ui giời. Này có vay tiền hay lại cho vay. Đấy. Ôi giời. Ôi giời. Vừa đi cũng nghe đám kia xong rồi. À, nhà nó ăn cho ăn thịt gà chắc hết rồi chắc. Khổ thế.
Ôi trời, có cả Solovit rồi thầy. Chưa vợ nó bắt về sửa cái ống nước của bác mang luôn để tôi biết. Nhặt 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 vào cho anh đấy em. Nào nhặt được rồi bà. Ôi trời đây, mà mở mở cái đầu ấm dương cho đây. Đấy, bắt đầu nhá. Nào nào nào, cùng ngồi xuống thành tâm nhá, thành tâm nhá. Thành tâm ạ. Ừ, phải thành tâm thì bà mới khỏi được nhá. Nào, bắt đầu đây. Bắt đầu này. Cái chuông đâu nhỉ? Cái chuông đâu? Ôi giời ơi. À đây rồi. Ngủ chết nhỉ. À, bắt đầu nhá. Vâng. Thầy ơi. Hả? Con đội lễ hay là con của con đội lễ nhỉ? À con đội lễ. Ờ, bố khấn. À, nhớ. Con khấn thành tâm này. Rồi. Cái con à. Ngọc Hà mày đội đấy. Nhanh cho mẹ nhanh khỏi nhanh con. Rồi. Bắt đầu này. Âm vương tuyển tu chế tình xuất nhu hương đạo cái này giả quá rồi. Thôi đặt cái gì? Thôi vừa cúng thôi thầy. Áo! Cái này thế nào? Áo này lấy hơi. Lấy hơi cho đấy đó mệt như ca sĩ đấy. Đấy. Không phải hỏi, thế cúng không giống ca sĩ à thầy? Ôi, phải giống như thế, phải lấy hơi. Phải làm cái đầu này. Bà nhà này ốm đã lâu. Khấn. Trước đây sức khỏe như trâu sống tuồng. Chuối thì ăn hết một buồng, thịt gà gặm đút cầm giường đầy trương. Này ôm xin thanh thoát thường, cho bà ấy một con đường là quy tiên. Thầy! Hả cái gì? Thầy cúng cho mẹ con đây, thầy rửa mẹ con đây. Rửa đâu? Tức là quy tiên. Quy tiên là quy tụ về gặp mấy bà tiên chứ, có quá cái gì đâu. Đang gì? Ui, con nam mô A Di Đà Phật. Con không cãi thầy. Không được cãi thầy. Dạ, thành tâm nhá. Con nam mô A Di Đà Phật. Con nam mô A Di Đà Phật. Con này phước chín phương trời mời phước chư Phật chư mày mời phước. Con nam mô Bồ Tát Bát Đạo Kim Cương cá đẻ gầm giường gà kêu ngang. Con này thay mưa bái về phù hộ đồ trì cho gia đình ông tên gì nhỉ? Bố con tên là Phan Song Lứa. À, về phù hộ cho gia đình ông Lửa Song Phán. Phan Song Lứa. Hả? Cái gì? Bố tên là gì? Phan Song Lứa thì ta đọc cho trơn mồm là Lừa Song Phán chứ làm sao? Đang khấn mày cứ chiếu vào mày. Chứ có vay tiền mày nhá. Cái giữ mọi chuyện. Mày mà để cho đây cho nó chắc. Con Nam Mô Thánh Dồ Đàn Đồ Thánh Âu Lạc A Luân Sô. Nam Mô Man Chết Tư U Nai Tít. Nam Mô Chị An Man Đào Tít. Nam Mô. Thầy! Thầy cùng với thầy cả bóng đá đấy. Mấy thánh này còn thánh Tây ấy. Thánh ngoại người ta mới ứng. Nghe chưa? Theo được cái hai đồng đệ ông Thương nha. Bây giờ xin này. Thôi thì cho Thương cho chính chủ về cho bà ấy mau lành bệnh. Vừa nãy con nói quy tiên nhưng không phải. Bắt đầu nhá. Để xin này. Đâu rồi? Đâu vậy? Không nào. À, tìm hộ ai cái đồng ấm trước cái. À, đây rồi. Này, hay không? Dạ. Thấy ông Thương không? Đâu. Đây này, cho luôn này. Xong ngửa. Bàn chăn nào? Vâng, đây. Bàn chăn gì? Thầy xong đĩa à? Chị xong đĩa là có cái tích từ cái này ra đấy. Đây, nó có từ cái này ra thì thầy mới vận hành được. Đây, hay không? À, hay thì rất hay nhưng mà... Bắt đầu thấy nghi thầy. Nghi gì đâu, có nghi gì. Nghi nhà. Thầy đến đây từ nãy giờ thầy đổi tiền, cho vay tiền. Không, cứ yên tâm. Kiểu vay xong đặng lãi. Người ta kết hợp kinh doanh luôn mà. Kết hợp thầy tán gái. Đúng, có gì đâu. Xong rồi bây giờ thầy lại còn chơi kiểu sóc không, đĩa. Không, bình tĩnh, bây giờ bắt đầu đến này. À. Bây giờ mới hay này. Nhanh. Nào, thành tâm rồi nhá, thành tâm này. Nào. Em đeo bỏ mặt. Ôi đau ơi, xin thầy Phật. Mà chó, mà gà, mà trâu, mà bò. Cút hết. Chào hết, cút hết, chào hết. Xong rồi.
xong rồi. Thiêng quá. Đấy đấy, vào xem khỏi khỏi bệnh chưa. Đấy, cút hết rồi, chéo hết rồi. Tất cả bệnh tật là chéo hết, cút hết rồi. Tiền bố con đặt lễ đâu hết rồi thầy? Tiền anh cho vay gốc thì vẫn để đây. Gốc nào à? Tiền bố con đặt ở đây đâu ạ? À? Vẫn đây. Bác Thánh lấy hoa quả hết rồi à? Hả? Vâng ạ. À? Đây, về thu lọc hết rồi. À. Ừ, xong hết rồi. Bác Thánh mà thụ lộc mà lấy hoa quả, ăn hoa quả, lấy tiền rồi thì vâng. Chắc là nhà con sẽ sắp khỏi rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, thế mừng quá. Mừng quá. Thất bà thế nào vậy? Xong rồi. Đấy, nhớ cái tiền lãi rồi. Bố. Ơi. Bố ở đây, con vào xem mẹ nào. Khỏi là cái chắc. Con không đứng đây nữa đâu. À? Mỏi gối lắm. Thế con vào xem mẹ thế nào đi con. Chắc là bây giờ mẹ khỏi rồi đấy. Ăn rồi. Như thế này. Con này. Con đồ vẹo yêu mà. Hồi chết chứ. Con hai quả. Mẹ này. Khát quá. Thôi thế xong rồi nhỉ. Thế thế tiền nào cứ, sau là cứ trả hàng tháng nhá. Nhá. Ê, hả? Sao túi của thầy sao nhiều hoa quả thế? Hoa quả thì vừa đi khấn rồi cái... Ê, bố. Bố ơi. Ôi. Mẹ con tỉnh rồi bố ạ. Đấy. Tỉnh rồi à? Vâng ạ. Ôi thầy, thế con quá đấy. Thầy khấn cho thầy tỉnh rồi phải không? Thầy cực kỳ là cao siêu. Xin diện. Xin diện. Bố con... Bố, mẹ con tỉnh là do uống thuốc của anh Đoành đưa cho đấy. Thế mà lúc nãy nỡ đuổi người ta về. Anh Đoành cái gì? Cúng nào mà cúng. Thuốc của anh Đoành. Chính là thuốc của anh Đoành. Vâng. Mẹ con khỏi. Vâng. Mà tại sao bây giờ bố gọi anh Đoành mà mồm bố này cứ trơn thế nhỉ? Đây này, bố nhìn thế này. Hả? Đây này, trong đây này, túi đây này. Đồ cúng ở trong đây hết đây này. Đây, bố vào xem đây này. Đây này. Đâu? Đây toàn hoa quả với cái đây. Ông có cúng gì đâu. Tiền ông cũng cho hết vào túi rồi. Tiền bố mày vay cho tao. Thầy ơi. Vay. Thế hoa quả là thầy bảo thầy cúng ở đám trước mà. Đúng rồi, đám trước mà. Nhìn nó quen lắm. Thì cái hoa quả nào nó chả giống quả nào. Không, bố. Cái quả này. Có một quả này thật sự là vừa nãy vơ ở đây thôi. Đây giả luôn. Thấy đâu. Cái đồ này người ta. Còn nhiều cái này. Thầy bảo các thánh thụ lộc đâu có rồi. Thôi chết rồi. Này cả tiền bố này. Cả tiền này. Bao nhiêu tiền của bố này. Tiền bố mày vay cho. Đưa cái cán chổi cho bố. Bố ở đây xử lý nhá, con vào xem mẹ nào. Tôi em xin phép mẹ. Ông đứng lại ngay. Thằng thầy dởm kia. Tôi chết rồi, đứng lại ngay. Cho. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đuổi cho đuổi thầy. Cho thầy. Cho thầy. Ôi trời ơi. Đây. Em. À. Em. Lừa cái kiểu thầy lừa nhá. Thầy đểu nhá. Dám mà giả vờ làm thầy đi lừa đảo à? Em xin phép có ý kiến. Em xin phép có ý kiến không? Bây giờ có ý kiến gì? Em trả mấy quả kia. Mấy quả đấy gì? Vâng. Không lấy nhá. Bây giờ phải cho lão chừa cái tật này từ nay trở đi. Đừng đi lừa đảo gia đình nhà khác. Thấy người ta tin tưởng, người ta lo lắng cho gia đình vợ con mà ông nỡ đi ông lừa đảo như thế nhá. Bác ai rồi ai rồi. Em lại xin phép có ý kiến. Ông. Em cho vay hết rồi đấy, em không hoàn lại ạ. Được không? Thế được rồi. Vâng. Ông nhớ cái mồm ông nhá. Vâng. Được rồi. Vâng. Bây giờ tôi vào thăm vợ tôi. Vâng. Vợ tôi khỏe rồi. Vâng. Rồi sau này tôi đi trả tiền ông sau, ông đứng dậy. Dạ dạ. Đi về. Tôi dắt ông ra, không chó nó cắn ông chết. Đây. Ông chừa cái tội của ông nhá. Vâng, em biết rồi. Đây. Dạ vâng. Cái này tôi để tôi giữ lại. Không như em xin, em xin. Thôi rồi, ông lại đi lừa người khác. Không, em không rồi, em về em truyền, em truyền cho con em. À, truyền. À, không, em về em cất đi. Ôi, ông lại truyền cho con ông, xin lấy. Nhà họ ông lừa đảo à? Thôi em xin. Thôi đi về đi. Dạ vâng, em về. Ôi, ông quay lại chào mọi người cái đã. Ôi, ôi. Tôi là con Ngọc luôn rồi. Thời con kiên mới leo dây, Nam Mô Di Bố Phù, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam Mô Di Bố Phù,
gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sát son Nam Mô Di Bồ Phật. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa, anh ơi em vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ, như đôi chim số lòng xuồng xa anh gieo chính vàng bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Mẹ về nhà đang reo các con ơi, khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đám mà. Nam Mô Di Bố Phù, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nói dân ta yêu nhau thiết tha. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng, anh ơi em vẫn chờ để em về thưa với mẹ khi xa duyên tính liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặp hái xong thánh thơi ra duyên anh cưới em. Ngộ kỳ thời con kiên mới leo dây, Nam Mô Di Bố Phù hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam Mô Di Bố Phù, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sát son Nam Mô Di Bố Phật. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa, anh ơi em vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ, như đôi chim số lòng xuồng xa anh gieo chính vàng bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Mẹ về nhà đang reo các con ơi, khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đám mà. Nam Mô Di Bố Phù, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nói dân ta yêu nhau thiết tha. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng, anh ơi em vẫn chờ để em về thưa với mẹ khi xa duyên tính liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặp hái xong thánh thơi ra duyên anh cưới em, ra duyên anh.